Dạ vâng, Thịnh vừa mới live stream review xong một căn nhà ở gần vị trí này, chạy xe từ nhà ra cái trường tiểu học này. Đó thì thật ra khu này Thịnh cũng có vài sản phẩm, cho nên Thịnh quay thêm một cái clip này để giới thiệu thêm cho mọi người một lô đất với diện tích là 260m2, khoảng 265m2 gì đó, toàn bộ thổ cư mà họ đang bán chỉ là 1 tỷ 420 triệu thôi. Thì bây giờ từ vị trí căn chỗ trường này, ở thì vị trí này chung là chỗ này là trường tiểu học Vĩnh Phương 2 nha. Ở thì bây giờ từ vị trí này Thịnh sẽ chạy xe dẫn chân mọi người vào lô đất để mọi người xem lô đất này có hợp lý không nha. Tại đất này sổ hồng toàn bộ thổ cư rồi mà giá chỉ với là 1 tỷ 420 triệu mà diện tích là 265m2, bờ ngang là 10m, cực kỳ lý tưởng luôn. Đó thì mọi người chú ý xem hết clip xem nha, để xem là cảm thấy là phù hợp hay không. Biết đâu mọi người có thể là mua để làm nhà vườn hoặc đầu tư cũng khá là ok. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển luôn nha. Đó thì dẫn chân mọi người từ vị trí này vào tới lô đất luôn. Lúc nãy thì quay căn nhà thì dẫn chân mọi người từ căn nhà ra vị trí này. Thì bây giờ để mà không chạy ra chạy vào nhiều mọi người thì Thịnh chạy luôn. Đó, mọi hình ảnh Thịnh quay là chân thật 100% nha, và sẽ gửi cho mọi người cả cái định vị cho người xem, cả cái sổ hồng và cái giá bán cụ thể. Chỗ này là trường nè mọi người. Chỗ này, quên, chỗ này là chợ chứ. Thì ý là mình ra trường ra chợ thì cách có vài trăm mét thôi. Đó, chạy xe đi chợ rất là gần. Đó, đồ nội thất này, họ bán hiệu thuốc tây rồi, tức là kinh doanh buôn bán khá là nhiều. Đường này thì ô tô chạy và né nhau được luôn. Quán cà phê, tạp hóa, cửa hàng, nói chung là sầm uất đầy đủ hết nha. Đó. Thịnh đang quay giờ này tầm khoảng là 10:30 mọi người. Đó, cho mọi người biết được cái khung giờ, cái sự nhộn nhịp của nó. Tại vì khung giờ 10:30 thì nó thường sẽ không được nhộn nhịp lắm đúng không ạ? Và đây là một sản phẩm vùng ven đô nhưng mà vẫn thuộc thành phố Nha Trang. Và mọi người biết không, đất này vẫn thuộc Nha Trang nhưng mà tính ra là rẻ hơn cả là đất ở vùng huyện. Mà mọi người biết rồi, khi mà mình có bất động sản ở Nha Trang thì vẫn có lợi hơn đúng không ạ? Lợi về vấn đề là cái tuyến mình khám chữa bệnh này và cái tuyến mà cho con đi học đúng không ạ? Thì khi mà mình ở Nha Trang thì cho con mình học ở Nha Trang. Còn nếu mình ở vùng huyện thì chỉ học được vùng huyện thôi. Còn thậm chí thì khám chữa bệnh là mỗi lần là phải xin chuyển viện đúng không ạ? Rất là bất tiện. Ở thì khu này hầu hết là bây giờ những người mà họ có tiền mà họ không thích ồn ào bon chen thì họ cũng đã lên đây ở rất là nhiều rồi. Họ xây những cái nhà to, dần dần có những cái nhà to xuất hiện và những cái biệt thự xuất hiện. Đó thì để mà không phải là nói không, đây những hình ảnh mà chân thực đây mọi người. Đây bên cạnh này này có một cái người mà họ rất thành công. Ở đây họ làm một cái nhà vườn, họ bao rất là rộng rồi, họ làm hồ bơi rồi những cái chồi lục giác rồi siêu xe. Đó, lên đây bắt đầu họ lên đây họ ở rồi. Đó, đây xe họ để mà bên đây nè. Rồi khu này nói chung là bắt đầu những người có tiền họ giờ họ mua đất họ bao lại, bao tường bao xoay tường rất là rộng để dành. Tại vì thật sự mà nhiều người khi mà họ lớn tuổi một chút thì họ lại không thích ở quá gần trung tâm mà họ chọn những vùng mà vẫn có khí hậu tốt vì vẫn thuộc Nha Trang này. Ở những vùng có dân cư cũng đủ rồi, tiện ích cũng đủ rồi và đường ô tô thì cũng không thiếu một cái gì cả. Bây giờ mọi thứ là ship tận nơi hết rồi, mua online, đặt hàng online, ship tận nơi hết. Đó, và những nơi này thì rất là yên tĩnh và trong lành. Đó, thì vô đây anh, rẽ vô đây nha. Đây, đây là nhà văn hóa này, thôn này thôn Đắc Lộc, đường là đường Đắc Phú, tên rất là hay. Thì chợ với là 1 tỷ 420 triệu mà có 265 m2 đất thổ cư. Đó, và Thịnh dẫn đường mọi người xem đất nha. Để trái nhà này. Khu vực dân cư hiện hữu hết rồi. Thì chắc chắn rằng những bất động sản đều sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Thì mình xem là nó thế nào nha. Đất này đất thổ cư. Dân này dân ở đây họ rất là hiền hòa mọi người. Tại đa phần là người dân bán địa và người dân ở vùng nông thôn đúng không ạ? Đây chỗ này, đây chỗ cua chỗ này nè, đi chậm thôi. Đây cua chỗ này này. Đó. Rẽ ra thì phải ở đây. Đó. Tiền nào của đấy thôi, nhưng mà Thịnh muốn mọi hình ảnh nó chân thật cho nên Thịnh dẫn trong mọi người đi từ nơi nhộn nhịp đến tận lô đất này. Đó, nhà này mới xây này người. Đây. Đó, nó sẽ có những điểm mạnh điểm yếu nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem toàn cảnh flycam và xem hiện trạng đất nha mọi người. Dạ vâng, và đây chính là hiện trạng của lô đất nha mọi người. Lô đất của mình ở đây sẽ có hai sổ với bờ ngang là 5m cộng lại thì 10m nha mọi người. Từ đây nọc này nè. Đó, giáp danh ở đây sẽ là một sổ này. hoặc là 5m. Từ đây qua tới bên giáp danh tường nhà sẽ là 5m nữa, là tổng cộng là sẽ 10m. Và chiều sâu đâu đó sẽ tầm khoảng là 26,5m. Tại vì đất của mình là tổng diện tích là 265m2 mà họ bán chỉ với là 1 tỷ 420 triệu. Và cái giá này mọi người, giá này là cái giá mà họ muốn bán luôn đấy. Tại vì tính ra có 5,3 triệu một mét thôi mà sổ hồng đất ở hết rồi. Thì tí nữa người xem cái sổ hồng thì nắm được cái cụ thể và thông tin sổ hồng. Còn đây là Thịnh muốn cho mọi người xem cái hiện trạng. Thì cái đường này thì tầm khoảng đâu đó khoảng 2,5 m mọi người, còn 2,5 m. Nếu mà ô tô 4 chỗ thì mình vào được, nhưng mà nếu mà lớn hơn thì hơi khó một chút. Và cái hiện trạng đất của mình thì bằng phẳng rồi, đất đây là đất sạch. Và hiện tại thì mình thấy là xung quanh họ đã xây nhà rồi. Đây, đa phần cũng là nhà cấp 4 thôi, tại khu này là khu ven đô, ở vùng ven nông thôn, phù hợp với những cô chú anh chị nào thích ở khu vực yên tĩnh và xây một căn nhà mà có sân có vườn, đúng không ạ? Ví dụ 265m2 này mình xây tầm khoảng là 100m nhà cấp 4 thôi, còn lại là 165m2 kia mình làm sân làm vườn thì khá là ok, bờ ngang 10m. Đó, thì mọi người thấy sao với giá họ đang chào bán là 1 tỷ 420 triệu? Thì ở đây là Thịnh hỏi mọi người để chúng ta cùng nhau trao đổi thôi, nhưng mà giá thật sự họ muốn bán là cái giá này rất muốn bán rồi, cho nên mình rao giá này. Và giá chốt chắc bớt đâu đó tầm khoảng lọc lá cho mình tầm khoảng 10 triệu thôi, đó là giá Thịnh nói mọi người luôn đó. Tại vì thật ra lâu nay ngày xưa nói thật mọi người luôn là ngày xưa Thịnh cũng là người hỗ trợ cho họ mua cái lô đất này đó, và bây giờ thật sự họ có một lý do cá nhân mà họ cần bán gấp, cho nên là cái giá mà họ bán này là họ bán lỗ mọi người, họ bán là bán lỗ luôn đấy. Cho nên là mọi người quan tâm đầu tư dài hạn thì có thể là để ý tới nó đó. Tại vì ở khu vực này là khu vực giá trị thật, tại vì đường là đường nhà nước mở này, cái thứ hai nữa là khu dân cư hiện hữu, và thứ ba nữa đã có sổ, và thứ tư là thuộc thành phố Nha Trang và cách biển đâu đó tầm khoảng là 8 cây số thôi, về biển tầm khoảng là 15 phút di chuyển nha đó. Và đặc biệt là đã có sổ hồng chuẩn chỉnh, ra chợ ra trường, ra chợ thì tầm khoảng 500m, ra trường tầm khoảng là 600m đó, rất là gần thôi, không có gì xa cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào xem cái sổ hồng, xem toàn bộ flycam nha, để nắm được chi tiết. Và mọi người chú ý xem hết clip nha, để biết được điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì nha. Dạ vâng, và đây chính là sổ hồng của lô đất mọi người. Thì đất mình sẽ có hai sổ thế này. Thì đây là sổ thứ nhất là diện tích của nó là 132,2m này. Thì thửa đất là 297 tờ bản đồ số 22 và thuộc thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và đất của mình là đất ở tại nông thôn và được sử dụng lâu dài. Sổ hồng là cực kỳ chuẩn chỉnh và sổ này là sổ mới năm 2022. Và hình hài đất mọi người, hình hài đất mình cũng khá là vuông vắn đúng không ạ? Thì cái sổ tiếp theo cũng tương tự thôi. Đây sổ tiếp theo mọi người. Rồi sổ tiếp theo sẽ là tờ là 290 thửa là 296, vẫn là tờ bản đồ số 22. Tại mình nói sát nhau mà, hai tờ sát nhau, ranh giới rõ ràng rồi. Đây, từ sát cái trụ này này, đó mình kéo dài qua tới trụ này, dài tới trụ này là 5m, và từ trụ này kéo dài bên kia nữa là 5m nữa. Phía sau này nở họ một chút nha, phía sau tầm khoảng là đâu đó hơn 10m một chút, còn phía trước là cũng hơn 10m một chút. Đó thì cái hướng của nó sẽ là hướng đông nha mọi người, hướng này sẽ là hướng đông có lệch bắc một chút, tức là hướng đông bắc đó, nhưng mà đông nhiều hơn. Và cái sổ này thì được là 133,7m2, hai sổ cộng lại sẽ là 265m2. Đó, thì cũng thuộc thôn Đắc Lộc, xã Bình Phương, thì cũng đã đất ở nông thôn hết rồi và được sử dụng lâu dài, sổ hồng chuẩn chỉnh đúng không ạ? Có tọa độ số VN2000 rồi, cho nên là mình mua bán chuyển nhượng một cách dễ dàng thôi. Muốn chỉnh lý hay ra sổ mới gì đều được hết. Đó, thì khu vực này dân cư hiện hữu hết rồi, thì với cái sổ hồng như này, mọi người thấy sao với giá bán cả hai lô mà chỉ với là 1 tỷ 20 triệu nha. Thì nhắc lại là giá này chỉ bớt lọc, và thật sự là giá này là cái giá mà tôi nghĩ là khó tìm được ở Nha Trang mà có sổ hồng riêng đất ở mà có giá này nha. Mọi người cứ tìm hiểu thêm bạn bè người thân của mình xem là diện tích mà 265m này, đường thầm khoảng là 2,5 m, ô tô 4 chỗ vào được. Đó lúc nãy Thịnh dẫn chân từ ngoài trường ngoài chợ vào đây rồi đúng không ạ? Mình đi chắc tầm khoảng đâu đó 2 phút là vào đây thôi. Đó, con mình đi học cũng tiện thôi. Cho nên nếu mà một cặp vợ chồng trẻ mua để xây nhà, hoặc là một cô chú lớn tuổi muốn tự xây một cái nhà vườn theo ý mình thì cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Đó, dân cư hiện hữu rồi, rất yên tĩnh. khí hậu rất là ok, tại vì vẫn là thuộc Nha Trang và cách biển có 7 cây số thôi, 8 cây số thôi. Đó. Đi lòng vòng thì 15 phút. Dân cư, nhà cửa ổn định hết rồi. Rồi bây giờ Thịnh cho mọi người xem cái ải định vị nha. Đứng đây bắt mát này cho mọi người xem cái định vị nữa là đủ thông tin đúng không ạ? Flycam thì chắc là mọi người vừa xem rồi, tại vì Thịnh cụ đã cho bay flycam lúc nãy rồi. Thì tiếp theo mọi người cái vị trí đây. Đây cái vị trí Thịnh phóng lên cho mọi người xem này. Đây. Đây ngày xưa nó bán một lô là 800 triệu mọi người, một lô Thịnh bán là 800 triệu rồi. Bây giờ hai lô mà có 1 tỷ 440 thôi. Đây thì đây là mọi người thấy là đây là chức năng đo khoảng cách của Google Maps nha mọi người. Vào lúc Thịnh đang quay là 10:53 nè. Đó thì từ vị trí này, đó xung quanh là nhà cửa dân cư cũng khá là đông rồi. Đó mình ra tới lúc nãy Thịnh đứng này, ra mặt đường lúc nãy mà chỗ mà cái chợ đâu này này mọi người. Đây khu này là khu nói chung là khu chợ đây. Đây cái hiệu của chợ này thì mình tầm khoảng là 1 cây số luôn trời. Lúc nãy Thịnh đi tướng đâu gần 1 cây số nha mọi người. Đó ra tới trường thì tầm khoảng 1 cây mốt. Đó. Thì chung là 1 cây mốt thì cũng lúc nãy Thịnh đón này nó tầm khoảng 500-700 mét gì đó mà nó lên 1 cây số. Tại Thịnh chạy xe thấy khá là gần, khá là nhanh. Đó, dân cư cũng đông đúc rồi, tiện ích không thiếu gì cả. Và mình ra tới đường quốc lộ mọi người. Đường quốc lộ thì tầm khoảng 1,3 cây số nha. Khoảng 1,3 cây số và sau này sẽ có bến xe này này. Bến xe Bắc Nha Trang sẽ nằm ở ngay cổng chào Thủ Lộc sau này nha. Mọi người xem bắn quy hoạch thì biết và cũng là cái điểm cuối của cái đường vành đai 3. Còn mình ra tới biển thì mình kéo zoom cái màn hình lại chút nha. Zoom màn hình lại chút, Thịnh kéo thước đo ra tới mặt biển này. Cho tới mặt biển của Nha Trang luôn, tầm khoảng là 5,933 km thì mình trừ hao cho nó là tầm khoảng 90 cây luôn. Thì 90 cây thì mình đi trung bình tầm khoảng là 15 phút tại vì 1 cây số đi với tốc độ là 40 km/h thì sẽ là 1 phút rưỡi đúng không ạ? Đó thì đây thì mình cứ tính cho nó là 15 phút di chuyển. Đó. Thì ra tới biển rồi thì đi xe máy bình thường đúng không ạ? Làm nhà vườn ở đây cũng khá là ok. Thì đó là quan điểm của Thịnh thôi. Còn mọi người thấy sao để là quan điểm của mọi người về cái bất động sản này ở tại thành phố Nha Trang, trực thuộc xã Vĩnh Phương, thôn Đắc Lộc. Đó. Còn nếu mà phù hợp thì liên hệ Thịnh qua số điện thoại là 0339 753 210 nha. Thịnh hỗ trợ mọi người làm pháp lý và kết nối với gia chủ. Còn nếu mà chưa phù hợp thì giúp Thịnh là chia sẻ video này nha, vừa tham khảo và vừa chia sẻ cho bạn bè mình, người thân mình, những người mà họ muốn mua một bất động sản ở Nha Trang nhưng mà không có nhiều tiền, mà muốn pháp lý chuẩn này, muốn có thổ cư này và muốn có thể là xây nhà được và khu vực vẫn là khu vực dân cư hiện hữu, vẫn là giá trị thật và tiền nào của đấy thôi. Ở đây mình mua mà đất thổ cư mà có 5 triệu mấy 1 mét vuông thôi, 5 triệu 3, 5 triệu 4 1 mét vuông thôi thì cũng không thể đòi hỏi hơn được đúng không ạ? Đó và mình mua để đầu tư dài hạn thì nghĩ là sẽ rất là ok luôn, vì dần dần dân nó sẽ lắng về để ở, bắt đầu họ lên họ xây nhà, tại vì không phải ai cũng có đủ nhiều tiền để mà ở trung tâm mọi người. Và sau này càng về sau trung tâm càng đắt đỏ và càng đông, càng bon chen thì những khu vực này sẽ là những khu vực rất là tiềm năng. Và sau một thời gian mà Thành nghĩ là những người mà họ thích yên tĩnh, thích sự bình yên thì họ sẽ về đến nơi này. Thì bên cạnh mình kia là có một ngôi chùa mọi người, thì lúc nãy mọi người xem flycam chắc là thấy rồi. Thì bên đó có một cái ngôi chùa gọi là chùa Phước Trí, một ngôi chùa nhỏ thuộc cái thôn Đắc Lộc này. Đó thì mình có thể là ở gần, cũng khá là gần thôi. Thì đấy cũng là một cái điểm mạnh, cũng là một điểm yếu, tùy quan điểm của mỗi người thôi. Có những người mà theo đạo Phật mà thích ở gần chùa để tiện thì cô chú như vậy lại rất là phù hợp. Thì đã từng gặp một người như vậy rồi, một vài người khách như vậy, họ muốn tìm gần chùa để họ thuận lợi để mà họ ghé thăm chùa mọi người. Còn có những người thì lại không thích thì cũng tùy thôi. Nói chung là tùy quan điểm mọi người, không có gì là đúng hoàn toàn cả, không có gì là chuẩn cả. Đó, thì ở đây không có tốt hay xấu mà chỉ có là phù hợp hay không phù hợp thôi. Rồi chắc là những thông tin Thịnh cung cấp cho người cũng dài rồi, cũng đầy đủ rồi, giá bán đúng không ạ, sổ định vị và đường đi rồi, hiện trạng rồi. Đó, nếu mọi người cảm thấy là phù hợp thì cũng như cảm thấy thích video này, giúp Thịnh nhấn một like mọi người để ủng hộ và khích lệ Thịnh. Còn nếu mà chưa phù hợp thì cứ tham khảo thôi. Đó. Và đừng quên để lại một đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để khi mà Thịnh đi tìm những sản phẩm mới cảm thấy là hợp lý, Thịnh sẽ bấm máy quay phim hoặc livestream cho mọi người ở nhà bạn tham khảo một cách chân thật, đầy đủ và chi tiết giống như mọi người đang đi xem thực tế nha. Và giúp Thịnh nhấn một like mọi người để ủng hộ và để lại bình luận chào Thịnh hay là gì đó, chào Thịnh hay là quan điểm gì đó ở phần bình luận của video này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Thịnh xin phép là dừng video. Cảm ơn mọi người một lần nữa và hy vọng là những thông tin này có ích cho mọi người nha, để mọi người tham khảo thôi, hoặc là có thể là giúp mọi người kết nối được với gia chủ để sở hữu thì cũng là một cái duyên lành đúng không ạ?